Không biết là có sự khác biệt gì nhiều không, chứ nguyên một cái hộp này nửa ký thì mình mua hết 250 ngàn. Tính ra thì nó cũng đông lạnh mà. Vậy mà hôm bữa cũng đi vào siêu thị, cái mình thấy người ta bán có mấy chục ngàn cũng là trứng cá thu luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Vậy là một nồi kho hơi bị mắc tiền á nha. Không sao, nhân dịp 20 tháng 10 cũng phải đổi bữa đi ăn cho nó đa dạng chứ. Đó, nó gồm có những cái nang trứng bự giống vậy nè, mình phải để rã đông sau đó mới chế biến được. Vấn đề đầu tiên cần phải xử lý chính là mùi cơ thể của mấy em. Rồi giờ pha một cái hỗn hợp gồm có rượu nè, muối và giấm, xong khuấy lên, nhẹ nhàng thỉnh từng em vô nằm tắm. Đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lấy từng cái bẹ một bỏ vô từ từ thôi nha, chung thôi em nó rất là dễ bị rách luôn á. Đọc trên chị Gồ thì thấy bảo rằng là mình sẽ phải lấy bớt mấy cái màng với lại mấy cái sợi máu này ra nè, nó mới bớt tanh. Nhưng mà không thể nào lấy được cả nhà ơi, vừa mới thử xé cái là nó tanh và nó rớt hết trơn hết trọi mấy cái em li ti ra rồi. Biết rằng mình có một đôi tay vụng về và cũng khá là vũ phụ nên là mẹ không có cho đụng vô, tự mẹ xử luôn. Giờ mình sẽ để ráo em nó nhé. Để nguyên một cái bẹ như vậy thì nó hơi bị lực điền quá, chém to kho mặn, mình phải cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Bắt một cái chảo dầu rồi cho mấy em nó vô chiên sương sương thôi được rồi, đừng có kỹ quá, lát nó ăn nó bị khô. Hồi nhỏ có mỗi một cái bẹ thôi thì mấy chị em đứa nào đứa nấy tranh nhau. Giờ có quá trời thì ông bà bảo là để dành cho mấy tên em bé, bởi vì tụi nó không có chịu ăn miếng cá như bình thường, nhưng mà ăn cái này thì cũng đủ bổ sung chất cá rồi. Chất cá là gì ba mẹ? Thì nói chung là vitamin rồi khoáng chất đồ này nọ cái thứ đó. Hỏi vặn vẹo hoài, biết là sẽ bị nhằn mà sao mình khoái trọng bà dữ lắm. Cái chất đó cũng có tên dễ nhớ dữ ha, xuất phát từ con nào cái tên đó ha. Cả nhà có nhớ hôm bữa trước mua nguyên vỉ tiêu xanh mà xài không có hết không? Ba mình mới nói là thôi cho vào trong hũ mắm của ba đi, từ từ ba ăn, cái giờ mình lười đi mua mình xin lại. Cho là cho vậy thôi, chứ mình lúc cần là sẽ đợi lại, con ngang ngược vậy á. Ba mình thì đam mê ăn cá dữ lắm cho nên hết mượn mắm, mượn tiêu, mượn ớt, xong giờ cho mượn luôn cả cái tổ. Nhà hàng nhà mình mở kinh doanh được mấy chục năm rồi, chỉ có một đầu bếp duy nhất là bà ngoại và cũng có nhiêu đó khách hàng thân thiết thôi. Ăn riết thì nhà mình cũng ưng luôn cái bí quyết của mẹ, muối tiêu đường bột ngọt thêm dầu hào tương ớt. Nếu mà cả nhà ăn như thế nào thì nhớ điều chỉnh lại cho phù hợp nha. Hôm nay là món kho cho nên có thêm cả nước mắm và thêm dầu màu dừa. Cái dầu, cái chung là cái màu mà dùng để kho cá, bình thường thì mình sẽ phải kho bằng đường, còn giờ người ta có sẵn rồi thơm lắm. Thêm mấy muỗng hạt nêm vô, xong mà mình pha thêm cả nước nữa, rồi nhiêu đó là xong xuôi. Ở trong cái tổ lúc này đầu hành trắng nó cũng đã rất là thơm rồi, mình sẽ cho vào trong đây thêm khoảng cỡ 3 muỗng cà phê đường nữa để cho nó kẹo kẹo lại và tạo cái màu đẹp nha. Rồi giờ là đổ cái ào, cái hỗn hợp lúc nãy giờ bà ngoại đã pha vào và đợi cho em nó sánh sánh kẹo kẹo lại. Rồi sao từ đầu mẹ không dùng cái nước màu người ta làm sẵn luôn, thì bảo là thôi nó không có thơm không có ngon, nhưng cái màu nó được cái đẹp. Rồi giờ là cho hết tất cả mấy cái em trứng vô, đậy nắp lại chờ cho nước rút. Trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị ớt tươi sắc và thêm mấy em hành lá để cho nó thêm màu mè. Thiệt ra là cần phải cạn thêm một chút xíu nữa, nhưng mà đến 11 giờ trưa đến giờ ăn của ba mình rồi nên là mẹ mình làm vội vã. Để cho thêm phần dậy mùi và ngon hơn thì sau khi tắt bếp mẹ mình cho thêm một muỗng mắm sống nữa, và như vậy là đã hoàn thành xong món ăn rồi. Mấy hôm nay trời mưa suốt suốt mà có cái tổ trứng cá kho này này, nó vừa dễ ăn mà nó cũng cực kỳ thích hợp nữa, ăn chung với lại cơm trắng là số dách nhất nát. Ở đây xin mời fan lớn của món cá kho sẽ góp một tiết mục văn nghệ nhẹ nhàng. Đúng là cơm thơm anh với cá kho, công đức bác Hồ bàn nhớ ngàn năm. Ngon lắm. Tác giả đứng ngoài là mẹ mình á, không có đam mê ăn cá, nhưng mà thấy mọi người ăn ngon cũng vẫn cười hí hí. Tuyệt vời. Vậy là món này đã được duyệt 3 điểm 10. Tuyệt vời.